Nico Audio xin chào tất cả các bác nhá. Ở trong buổi tối ngày nay em tiếp tục để làm một cái clip về hôm trước, là có một số bác hỏi em là có CD Philips 104 không. Đấy. Thì hiện nay em lại về hai con này các bác nhá. Một con là mặt ghi và một con là mặt đen chữ vàng. Con mặt đen chữ vàng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác này nhìn này. Dòng này thì không cần phải giới thiệu quảng cáo về chất âm, bởi vì nó là chất âm nó đi vào huyền thoại rồi các bác nhé. Chất âm đi vào huyền thoại rồi. Dòng này thì nghe nhạc vàng, bác nào mà chơi nhạc vàng thì trong cái tầm giá là vô đối luôn các bác ạ. Đấy, trong tầm giá này vô đối luôn. Cái mắt đọc rất tốt rồi các bác này. Cho to làm tiếng đi. Rất hay các bác ạ. Dòng này thì 104 và 304 thì nó cũng không khác gì nhau các bác nhé. Nó chỉ khác nhau về size thôi. Con 304 thì size nó to hơn, nó bề ngang nó to hơn. Còn con này thì là size nó ngắn hơn. Bác nào mà về cái diện tích kê ở phòng, ở chỗ kê thì là các bác chơi con này nó nhỏ gọn với chất âm rất là hay. Nó chạy hai con giải mã là 1540P và mắt CD M1. Hai con này em đã test rất ok rồi. Em test rất ok rồi. Do vậy là các bác chỉ việc chơi thôi. Con màu đen này rất đẹp luôn các bác nhé. Dòng này thì dòng nó, các bác này nó theo dây nguồn và nó theo dây tín hiệu luôn. Dây tín hiệu của nó này, của Philips luôn các bác. Các bác không cần phải đầu tư dây tín hiệu nữa. Còn bác, nhiều bác chơi con này thì em bán, cái dòng này em bán nhiều rồi. Thì là bác nhiều bác lại độ về cái dây tín hiệu nó xịn sò hơn. Đấy, cái việc này thì các bác chỉ mang ra thợ là họ sẽ làm cho các bác xong, họ sẽ hàn vào là xong thôi. Còn con này này em bán với giá là 6,8 triệu nhé. 6,8 triệu, đẹp long lanh, đang đọc rồi bác này, đĩa nào cũng đọc. Nhưng mà chơi cái dòng này thì các bác lên chơi cái đĩa xịn xịn một chút. Chơi cái dòng CD 104 các bác nên chơi đĩa xịn một chút. Đặt đĩa cóp, mà đĩa phono thì các bác chơi là dòng mà cóp nó chuẩn chuẩn nhé. Bởi vì hiện nay là họ làm thương mại lắm, họ cóp một cái đĩa chỉ có vài ba phút là xong, chất lượng đĩa nó rất kém. Đấy, do vậy là các bác nên đầu tư những cái đĩa nó chất lượng nó tốt một tí. Con này thì đẹp xuất sắc các bác ạ. Em quay phía sau em đã chụp đầy đủ ở phía bên trong rồi. Bác nào quan tâm thì nói chung hàng bãi thì không phải nghĩ đâu. Các bác nhìn cái tem của nó vẫn còn sáng trắng tinh. Nếu mà dùng lâu cái tem là nó sẽ ngả vàng về Việt Nam mình. Cái hàng này hàng Bỉ nha các bác nhé. Hàng sản xuất tại Bỉ. Điện 220. Công suất nó 30W các bác ạ. 220V 30W. Dòng này thì không cần phải giới thiệu về chất âm rồi. 6,8 triệu nha các bác nhé. 6,8 triệu. Còn cái con CD mặt ghi này thì con này là xấu hơn. Xấu hơn, cái nắp nó hơi bị xước các bác này. Vận chuyển về xước, cái này thì có thể sơn được. Có thể sơn được. Còn cái lúm phía trước là nó bị mờ mất một ít sơn này. Con này thì mắt đọc cực kỳ tốt luôn. Mắt rất trâu bò luôn. Cho đĩa nào vào đọc đĩa đấy luôn. Lệch bài các bác này. Đọc luôn. Cái mắt CD M1 này nó không là bắt bằng nhanh về những cái mắt CD M4 các bác nhé. CD M1 này nó không phải là tốc độ của nó như thế các bác, nào mắt nó đọc chậm là không phải đâu. Thì cái dòng CD M1 này mắt nó là thế, mà mắt nó mắt cổ rồi. Còn chất lượng của cái em test thoải mái vô tư rồi. Các bác chỉ yên tâm là dùng thôi. Con này cũng vậy, con này cũng là có dây tín hiệu liền, mà con này bộ dây tín hiệu của nó thành tây độ rồi. Tây độ rồi này.
dây xịn sò, dây này em nghĩ các bác không cần phải độ dây đâu, tín hiệu này. Dây này dây xịn lắm. Con này thì là nó xước sát như này thì em bán với giá nó rẻ hơn 5 triệu nha các bác nhé, 5 triệu. Đấy, bác nào mà quan tâm đến dòng Philips 104 thì các bác ơi em hoặc kết bạn vào Zalo Nguyên Khôi Audio 0982922168, em ship uy tín toàn quốc nhưng không ship cót nha các bác nhé, em ship toàn quốc. Con này đẹp lắm các bác ạ, con mặt đen này rất đẹp luôn, long lanh luôn. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây nhé. Bác nào có nhu cầu thì các bác cứ alo cho em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều. Chào các bác ạ.